Các em, thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em vòng số 3 của khối lớp 7 năm nay. Bài thi số 1. Mạng hơi chậm. Để coi. À, đi tìm kho báu ha. Rồi, thầy sẽ cố gắng giải hết cái các cái ô cho các em luôn ha. Giá trị âm thì theo đề thì ta sẽ suy ra là x sẽ bằng cộng hoặc là trừ 4/8, tức là 1/2. Các em, giá tuyệt đối của 4/8 là bằng 4/8, mà giá tuyệt đối của âm 4/8 cũng bằng 4/8 mà. Vậy đáp án này nè là hai đáp án, nhưng mà người ta lại hỏi x âm, người ta lại đòi x âm nè. Vậy mình lấy một đáp án đó là trừ 4/8, tức là trừ 1/2 đó ha. Bốn phần bảy của 119 thì các em cứ lấy 119 nhân cho 4/7 thôi. Đây là tìm giá trị phân số của một số cho trước ở lớp 7 này, bằng 68 nha. Giá trị x thỏa mãn cái đó. Thì cái này trong khóa học V71 là thầy đã hướng dẫn rất kỹ cái cách giải bằng máy cũng như là giải bằng tay. À, nếu giải bằng tay thì ta có gì? Ta có giá trị tuyệt đối của 2x trừ cho 3/4. Giá trị tuyệt đối của 2x trừ cho 3/4 là nó sẽ bằng 2/3 trừ cho 1/2. Mà 2/3 trừ 1/2 được bằng mấy? 2/3 trừ cho 1/2 thì nó bằng 1/6 các bạn. Rồi giờ các em coi cái này như một số chưa biết thôi. Các em thấy giá trị tuyệt đối của số chưa biết này bằng 1/6 thì mình suy ra là cái số chưa biết đó, đó nó có hai tình huống. Nó sẽ bằng 1/6 hoặc là nó bằng trừ 1/6. Đó, mình giải hai bài toán này rồi mình lấy hai kết quả luôn các em nhé. Giải cái này thì ta dùng chức năng trong khóa học V71. Các em nhớ trang web của thầy là nguyenluan.com ha. Vào đây thì mình đăng ký học giải toán trên mạng bằng cách là kéo xuống dưới đây nè. Nó có cái nút là đó, đăng ký học luyện thi giải toán trên mạng. Thì đăng ký là có liền các em nhé. Còn muốn học toán thì các em đợi vài bữa có thông báo trên này thì các em học ha. Còn cái này là khóa học hè thầy đã dạy xong rồi. Rồi, giải hai bài toán này. Thì trong khóa học V71 thầy đã hướng dẫn khá kỹ lưỡng. Thì các em sẽ tìm được hai thằng x. Một x bằng bao nhiêu nhỉ? 2x nè. 2x trừ cho 3/4 bằng 1/6. 2x trừ cho 3/4 bằng 1/6. Thì x sẽ bằng, máy nó sẽ giải ra là bằng 11/24. Cái bài thứ nhất là 11/24. Còn cái bài thứ hai là 2x trừ cho 3/4 bằng trừ 1/6. Nó sẽ giải ra là bằng 7/24. Tự giải tay cũng được đó. Trên lớp mình làm nhiều rồi. Đây đáp án này các em. Đường thẳng C cắt đường thẳng AB. Đường thẳng C cắt đường thẳng AB. Số cặp góc đồng vị tạo ra là 4 cặp thôi. Cái này học trên lớp rồi. Đúng không? Đây các em, đường thẳng AB ha, bị cắt bởi đường thẳng C này. Đây là A, đây là B, đây là C.
thì nó có bốn cặp góc đồng vị này. Cặp thứ nhất, cặp thứ hai, cặp thứ ba và cuối cùng là cặp thứ tư. Cái này thì lý thuyết em học rồi ha. Trong khóa học hè thầy cũng đã hướng dẫn rất là kỹ. Bốn cặp cho hai đường thẳng x phẩy y phẩy cắt nhau tại thì A. Vẽ hình luôn cho nó dễ hình dung. X phẩy y phẩy cắt nhau tại A. Đây kia. X phẩy thì cho đây x phẩy đi ha. Đây là x này. X phết là y. Trên này là y phết. XAI bằng 25. Góc này 25 à. Trên nửa mặt phẳng bờ là AI phẩy chứ TAX nghĩa là bên này. Bên này ha. Vẽ TAT vuông góc XX phẩy. Các em vẽ TAT vuông góc XX phẩy này. Đây. AT. Đây là góc vuông. À. Đây là AT. AT phẩy vuông góc với AI phẩy. Thêm một góc vuông nữa. Đây là AT. AT phẩy chứ nhỉ. Góc vuông luôn. Người ta bắt tính góc TAT phẩy. Chà, hay á ha. Bài này hay kem. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn các bạn nè. Cái góc này là góc U nè. Thầy vẽ cho to ra cho các bạn dễ thấy ha. Thầy xóa mấy cái này đi dễ hình dung. Rồi, nhiệm vụ là tính cái góc giữa này. Vậy thôi. AI là 25 mà. Rồi bây giờ thầy gọi cái góc này là A độ đi. XAT phẩy là A độ ha. Rồi góc giữa là B độ và góc kia là C độ. Đây là A độ nè. Góc TAT phẩy thì gọi là B độ. Còn cái góc TAI phẩy thì gọi là C độ. Đó. Bây giờ các bạn coi. A cộng B thì bằng 90 độ. Bởi vì là A cộng B là bằng XAT bằng 90 độ. Rồi B cộng C cũng bằng 90 độ. Thấy không? B cộng C là bằng góc T phẩy AI phẩy 90 độ bởi vì là AT phẩy vuông góc Y phẩy mà. Và từ đây các bạn suy ra là các bạn sẽ suy ra là cộng trái bằng phải vậy cái cộng hai phe lại A cộng B cộng với lại cái phe B cộng C thì nó bằng 90 cộng cho 90 và bằng 180 này. Thấy không? Như vậy là A cộng B rồi cộng thêm B cộng C nữa thì bằng 90 cộng 90 là bằng 80. Rồi tới đây ta lại có gì? Như vậy là các bạn sẽ có A cộng B cộng C rồi cộng thêm B nữa bằng 180. Thấy không? Mà nhìn cho kỹ A cộng B cộng C thì là bằng gì? Các em để ý nè, góc A cộng góc B cộng góc C thì nó lại bằng cái góc lớn này nè. Đó, góc lớn nó lại kề bù với lại góc 25 độ. Không? Góc này 25 độ, góc lớn A cộng B cộng C là kề bù với 25, vậy sẽ bằng 180 trừ 25, kề bù mà. 180 trừ 25 thì bằng bao nhiêu? Thì nó bằng 155. Đó. Nói tóm lại là A cộng B cộng C thì bằng 155. Cộng với góc B cộng với cái chữ B bao nhiêu độ đây không biết thì bằng 180. Như vậy chữ B này bắt buộc phải bằng 25 nha. B là bằng 25. TAT phẩy là bằng 25 ha. Đó. Rồi ta còn nhiều thời gian thì mình giải mấy câu kia luôn cho xong. Trên trục số điểm này nằm xa điểm nào nhất? Trừ 1,47 thì đổi ra số thập phân đi.
trừ 1 4 phần 7 thì nó sắp xỉ là trừ 1,57 cái. Trừ 1,57 á. Trừ 1, trừ trừ 1/78. Cái này nè. Cái này là trừ 1,57 nha. Trừ 1,57. Còn này các em coi bao nhiêu? 7 chia 8 0,875. Như vậy dưới này là trừ 1,875. Đó. Này là 1,875. Cái này là 1,25. Cứ tự đổi đi. Cái này là trừ 1,25. Vậy thôi. Rồi giờ mình coi nằm xa điểm nào nhất. Vẽ hình ra là biết mà. Hãy thử vẽ hình ra. Đây là trục số. Đây là 0. 1,875 nằm tút lút bên này. Đó. 1,875 nằm tút bên này. Số dương mà. Còn trừ 1,57 thì nó nằm ở cỡ cỡ đây. Trừ 1,57. Như vậy là 1,25 thì nó nằm ở khúc khúc này. Nhỏ hơn. Trừ 1,25 thì nó nằm đâu đây nè. Trừ 1,875 nằm xa một chút. Vậy nó đã xa điểm này nhất kìa. Nằm xa này nhất. 1,78. Vẽ hình ra, hình dung ra liền mà. Để đánh số trang từ 1 tới 2016 thì cái này ta làm ở lớp 6 nhiều rồi. Trang 1 đến trang các bạn. Trang 1 đến trang 9 thì cần 9 trang mà mỗi trang là có một chữ số. Còn trang 10 cho tới trang 99 là nó có 90 trang. Lấy 99 trừ 10 cộng 1 nha. Cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. Mỗi trang có 2 chữ số ha. Thì nhân lại bằng 180. Rồi từ trang 100 cho tới trang 999 thì nó có tất cả là 900 trang. Mà mỗi trang có 3 chữ số thì nhân lên là bằng 2007. Và tiếp theo là từ trang 1000 không? Cho tới trang 2016 thì các em lấy cuối trừ đầu. 2016 trừ cho 1000 cộng 1 là bằng 1017 trang. 1017 trang mà mỗi trang có 4 chữ số. Mỗi trang có 4 chữ số. Giữ ra 4068. Rồi các em cộng mấy cái số này lại. 9 nè, 1.8 nè, 2007 nè và 4068. 4068 cộng 2007 cộng 180 cộng 9 bằng 6957. Đây các em, đáp án này. Vậy thôi. Giờ mình đi coi mấy cái đáp án kia đúng không? Rồi có gì khó. Ây cha, có vẻ khó nhờ. Khó nhờ. Dùng tính chất phân phối kìa. Lấy ít ra làm thừa số dùng chung. Nha. Vậy ở trong sẽ còn lại là 1 trên 2 mũ mấy đó. Cộng cho 1 trên 2 mũ 3 cộng cho 1 trên 2 mũ 4. Rồi bên kia y như vậy ha. Thì đổi số 2 số 3 thôi. Thì các em thấy là số 2 thì không thể nào bằng số 3 rồi. Như vậy hai cái ngoặc đơn bây giờ bằng nhau hết. Hai cái ngoặc đơn này không thể nào bằng nhau. Mà hai cái phe hai bên dấu bằng lại muốn bằng nhau. Như vậy chỉ trông chờ vào x thôi. Vậy bắt buộc x phải bằng 0 để hai phe bằng nhau kìa. Đúng không? Vậy sắp xếp giảm dần. Vậy đầu tiên là phải là số lớn nhất. 1/4 là dương. Số dương phải lớn nhất.
rồi tới một số dương nữa nè. Đây là 0,5. Dạ không được rồi. Cái này phải đứng trước. Cái này phải đứng trước cái này mới đúng. Thấy không? Vậy cái này sai ta bỏ nha. Cái này ta không chơi, bỏ. 1/4. Đây số âm lại tới số dương, bỏ luôn cái này. Rồi cái này 1/4 là lớn nhất, số dương là tới âm 0,5. Rồi âm 0,666. Âm 1, đây cái này kìa. Cái này. Cái tính chập nó ra cái này. Còn cái này sai nè. Bởi vì âm 0,5 là lớn hơn âm 0,666 mà. 2 chia 3 là bằng 0, âm 0,666. Mà âm 0,66 làm gì lớn hơn cái này được, đúng không? Chọn cái này mới đúng. Trên trục số điểm 3/2. 3/2 thì nhỏ hơn, nhỏ lớn hơn 1, vậy nó nằm bên phải điểm 1 là đúng rồi. Không thể nằm bên trái điểm 1 bởi vì nó đâu nhỏ hơn 1, không thể nằm bên phải điểm 3 bởi vì nó không lớn hơn 3. Không thể nằm bên trái điểm -1 bởi vì nó có nhỏ hơn -1, vậy nó nằm bên phải điểm 1. Một thùng có 65 kg gạo cả tẻ và nếp. Trong đó 1/3 gạo tẻ bằng 2/7 gạo nếp. 1/3 nhân với tẻ T bằng 2/7. 2/7 nếp N. Rồi từ đây các em suy ra là các em coi lại cái khóa học V71 của thầy nha. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau, T trên 3 sẽ bằng N trên 7/2 rồi bằng T cộng N trên 3 cộng cho 7/2. Suy ngẫm đi, T cộng N là tẻ cộng nếp là bằng 65, còn ở dưới là 3 cộng 7/2 là thành 3/2 = 60, 13/2. Rồi 65, 65 chia cho 13/2 thì bằng 10. Không. Từ đây các bạn suy ra tẻ này, T sẽ bằng 3 nhân 10 là bằng 30. Không. Còn nếp thì bằng 7/2 nhân 10 ha. Thì tóm lại là có 30 ký tẻ và 35 ký nếp. Rồi cái này bấm máy thôi kìa. Âm 1/4 trừ mở ngoặc âm 1/2 cộng cho 1/2/3 cộng cho 2/5/6 17/12. Thôi hết giờ rồi, chọn trên này đi ha. Rồi bài thi tiếp theo sắp xếp các bạn. Thầy cần một cái bảng nháp. Để lưu các kết quả trung gian ha. Rồi. Số nguyên tố lớn nhất có một chữ số, chắc chắn là số 7 rồi. Cái này bấm máy luôn kìa. Dùng chức năng tìm ích trong khóa học V71 kìa nhé. Đây. Đăng ký luyện thi giải toán trên mạng này. Các em kéo xuống đây, đăng ký ở đây V71, V72, hai cái này là đủ xài vòng trường với vòng huyện rồi. Vậy thôi, còn cách đăng ký như thế nào thì đọc cho kỹ ở trong. Còn cái kênh YouTube của thầy á, thì các bạn nhớ nè, nó kênh YouTube
đây kênh YouTube của thầy. Ở trên này là xem thông tin của trang web, còn chữ V là đăng ký dạy toán trên mạng, chữ T là đăng ký học thêm toán. Mà cái này thầy chưa mở, khi nào thầy mở thầy sẽ thông báo trên mạng, học song song với chương trình trên lớp ha. Rồi bây giờ tìm ích dùng khóa học V71. X trên 5 trừ cho 5 trên 2 bằng âm 31. Máy giải ra rất nhanh là bằng trừ 142. Phải 5 trừ 142,5. Thì mất biết 30% của x thì bằng đó. À, 3 phần 10 của x bằng đó. Vậy các em lấy bài toán này ở lớp 6 nè. 3, 1 phần 5 các em chia cho 30% thôi. Giờ 32 phần 3, tức là 10,66. Tìm số âm thỏa mãn, như vậy là x trừ 1 sẽ bằng trừ 14. Trừ 14 cộng 1 thì bằng trừ 13. Và còn một cái kết quả là số dương ta không chọn ha. Tổng các giá trị nguyên của x thỏa cái này. Thì cái này thầy giải xíu trên này không, tôi không hiểu. Giá trị tuyệt đối của x trừ 2. Các em coi x trừ 0,2 như một số thôi. Giá trị tuyệt đối của số đó nhỏ hơn 13. Như vậy nó phải nhỏ hơn 13. Và nó phải lớn hơn trừ 13. Những số lớn trừ 13 là trừ 12, trừ 11 rồi đó. Rồi tới đây các em suy ra tiếp. Cộng cho cộng 3 phe này cho 1 phần 2. Cộng cho 0,2. Bên này cũng cộng 0,2. Bên này cũng cộng 0,2. Rồi tới đây trừ 13 cộng 0,2 là bằng trừ 12,8. Đúng không? Rồi x trừ 0,2 rồi cộng 0,2 thì bằng x. 13 cộng 0,2 là 13,2. Rồi như vậy là các em suy ra x sẽ bằng gì? Vậy x sẽ bằng là trừ 12 này, trừ 11 này, vân vân vân, cho tới 11 này, cho tới 12 này, rồi cho tới 13. Rồi các em đem mấy số này các em cộng lại hết. Thì âm 12 với lại 12 là chết. Trừ 11 với 11 là chết. Ở giữa này cũng chết nhiều lắm. Thì còn sót lại số 13 thôi. Đó chính là đáp án 13. Bài này ta dùng chức năng tìm ích mà thầy đã dạy trong cái khóa học V71 cho em nhé. V71 đây. Đăng ký gấp nếu chưa đăng ký. Còn hè em nào đăng ký rồi thì giờ thấy khỏe ghê không? 11 trên 14 trừ mở ngoặc 2/7 trừ 2x trừ 5/2 trừ 12/13 2/7 trừ 2x. Rồi giải, đợi một xíu máy nó giải ra các em. X sẽ bằng 0,538. Chính xác thì nó là bằng 7/13. Nhưng mà thôi đây ta lấy sắp xỉ để cho dễ. Giá trị nguyên của A để cái này đạt giá trị lớn nhất. Thì cái này các em bắt buộc phải tham gia khóa học V71 thì các em mới hiểu được giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối ha. Giá trị tuyệt đối, cái bài này giá trị lớn nhất của nó sẽ là trừ 2, đạt được khi 2A cộng 4 bằng 0. Tức là A sẽ bằng trừ 2. Vô tình A bằng trừ 2 luôn. Giá trị lớn nhất là trừ 2 luôn. Rồi bài này, bài này thì bấm máy thôi. 1/3 trừ cho 2 mở ngoặc 7/4 cộng cho mở ngoặc trừ 2x cộng cho 3/2 bằng âm 377
phần 30 ở giải. Đợi mấy xíu nó sẽ giải ra x phần trừ 1,6 thôi. Còn bài này thì dễ rồi. Ta lấy 120 phần 11 nhân cho 11% là bằng 6 phần 5, tức là 1,2. Còn bên này thì số nguyên x thỏa mãn điều này thì các em nhân ra thôi. 3,2 nhân 7,1 thì nó bằng 22,72, nhỏ hơn ít, nhỏ hơn cái gì đó 4,3 nhân 5,5 là 23,65. Số nguyên nào rớt vô đây? Chỉ có số 23 thôi đúng không? Rồi xong. Bây giờ mình sắp xếp tăng dần lên. Sắp xếp tăng dần lên. À, số nhỏ nhất là -142 này, đó. Rồi tới -13. Rồi tới -1,6. Hình như lộn, đây -2 mới đúng. Rồi mới tới -1,6. Xóa cái này đi là được rồi. Xóa này đi được rồi. Được rồi. Rồi tới cái vùng số dương, số này nhỏ nhất. Rồi tới 1,2. Tới 7. Rồi tới 13. À lộn, 10,66 chứ. Rồi mới tới 13. Rồi mới tới 23. Rồi ta được điểm tối đa. Bài thi số 3, 12 con giáp. Con rắn XX phẩy cắt YY phẩy, XX phẩy này. YY phẩy cắt nhau tại O. XOY bằng 37. Như vậy là XOY phẩy là kề bù với lại 37. Lấy 108 trừ 37 kìa, 143. Con chuột này bấm máy thôi các bạn. 1/3 cộng cho trừ 12/137 trừ cho 3/8 cộng cho 1/2 cộng cho 13/24. 3/8 cộng 1/2 trừ 12/137 các bạn. Con cọp giá trị nhỏ nhất. Cái này các em theo dõi khóa học V71 ha. Nhưng bây giờ thầy không có đủ thời gian mình giảng cho các em đâu. Như vậy là giá trị tuyệt đối của theo kiến thức thầy dạy ở trong khóa học V71 á, thì giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B. Thôi. Như vậy áp dụng này, ta có giá trị đối của x trừ cho 2,13 cộng cho giá trị đối của x cộng 2,56. Thì các em để ý giá trị đối của x trừ cho 2,13 thì thầy ghi là giá trị đối của 2,13 trừ x cũng được, không có sao cả. Lúc đó nó sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của 2,13 trừ x cộng x cộng cho 2,56. Thì cái này nó ra là cái này chết nè. Thì ra là 2,13 cộng 2,56 thì nó sẽ ra là 4,69 ha. Thì tóm lại là cái K của mình á là cái này nè, sẽ lớn hơn hoặc bé nhất là bằng 4,69. Như vậy giá trị nhỏ nhất là 4,69. Coi khóa học V71 thì các em mới hiểu được chỗ đó. Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất thỏa mãn. Vậy là số 9 thôi. 9 chia cho 9. 27 cũng chia cho 9. 18 thì cũng được nhưng mà đâu nhỏ. Số 0 là bó tay, không được. Số chia sao bằng 0 được. Rồi, tiếp tục. Góc XOY. Góc XOY có số đo bằng 40 độ. Thầy vẽ cái hình ra. XOY 40 độ.
y nè. O 40, A nằm bất kỳ trong đó. Qua A kẻ đường thẳng A vuông góc, qua A kẻ đường thẳng vuông góc à. Vuông góc với lại cái gì nhỉ? Vuông góc với OX tại B. Đó, đây là B. Rồi qua B lại vẽ vuông góc với lại OI tại C. Như vậy là mình có hai góc vuông các em nhé. Đây vuông góc à. Đây vuông góc à. Số đo góc ABC là bằng bao nhiêu? ABC là góc này. Lúc đó không biết bao nhiêu thì gọi là A độ đi. ABC là góc này. Còn dưới này sẽ là đề cho là 40. Giờ các bạn để ý nè, thầy gọi cái góc OBC là B độ. Thì các em thấy gì? Góc A cộng góc B, A cộng góc B sẽ thành một cái góc mà kề bù với góc vuông này. Như vậy góc A cộng góc B sẽ bằng 90 độ, đúng không? Vậy thôi. Nhưng trong khi đó, góc B cộng với góc 40 độ cũng bằng 90 độ. Bởi vì tam giác BCO vuông ở C. Các em chưa học định lý tổng ba góc trong tam giác mới mệt thế chứ. A cộng B bằng 90, mà 40 cộng B cũng bằng 90, như vậy A là 40 độ chứ gì nữa. ABC là 40 ha. Cũng trâu. Này bấm máy kìa, 1,1 bình trừ 2,51 cộng 2,5 bình trừ 4. 19 phần 20 đó là 0,95. Con D cho góc AOB 90 độ, à 28 độ. Các em, nhỏ lắm. Đây A này. O này. B này. Kẻ OC vuông góc với OA. OC vuông góc với OA. Sao cho OB nằm giữa? Thì ở đây là vuông góc. Đó, OB nằm giữa OA và OC. Trên tia đối của tia OC lấy điểm D. Tia đối của tia OC là thầy kéo ngược lại hướng này. Đó, lấy một điểm D. Là D ha. Kẻ OE là phân giác của DOB. Góc DOB là góc này, kẻ phân giác. Chà rối rắm như trời. OE, đây là E. Tính số đo góc COE. Chà. Đọc lại đề coi. Tùm lum lá vậy. 28 nè. AOB là bằng 28. Rồi góc AOC. OC vuông góc với OA, thì OB nằm giữa OA và OC. Như vậy dưới này sẽ là lấy 90 trừ 28. Thì bằng 62 các bạn. Dưới này 62. Thì cái góc này kề bù với góc 62 nè. Hai góc kề bù đúng không? Đây 62 thì cái góc bên cạnh là 108 trừ 62 là bằng 118. 118 mà bị chẻ đôi ra
để chia đôi rồi, phương giác này. 59 nha. Giờ đây 59 nè. Mà cái góc này cũng 59 nè. Đó. Đây cũng 59, mà đây 28 rồi. Người ta bắt tính góc COE. Ở đây 59 nè. 59 thì cái góc bự kề bù với 59 nè. Lấy 108 trừ 59. 121 nè. COE 121. Con heo. Rồi coi khóa học V71 để biết được về giá trị lớn nhất ha. Giá trị lớn nhất của cái này sẽ là 1,7. À, đạt được khi cái này bằng 0, tức là x bằng 0 2016. Muốn hiểu thì các em phải tham gia khóa học V71 thôi, chứ ở đây thầy không có đủ thời gian để giải thích cho các em được ha. Con mèo. X âm thỏa mãn cái này thì không có. Kết quả tính giá trị tuyệt đối của x thì không thể nào là ra âm được kem nhé. Hãy nhớ điều đó. Kết quả tính giá trị tuyệt đối của x không bao giờ âm được. X thì có thể dương, có thể âm, nhưng mà giá trị tuyệt đối của x thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 với mọi x. Hãy nhớ điều đó. Đó là chân lý, vậy không có x nào mà giá trị đối ra âm. Con rồng. Cái này các em dùng kỹ thuật so sánh mà thầy đã dạy trong khóa học V71 thì các em chỉ mất cỡ 5 giây để giải xong bài này. 1/5 mũ 37. Như vậy là nó sẽ lớn hơn các em. Bởi vì 5 mũ, còn nếu làm toán tự luận sẽ suy nghĩ nhanh nè, 5 mũ 37 thì nó sẽ nhỏ hơn 11 mũ 34, chắc chắn luôn. À, 5 mũ 37 thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng 5 mũ 3 nhân cho 5 mũ 34. Thì riêng 5 mũ 34 là nó, xin lỗi đây là nó bé hơn chứ nhỉ. Ba mươi bảy tách ra đúng rồi, bé hơn các em, xin lỗi. Vì sao vậy? Vì 5 mũ 34 là nó bé hơn nhiều so với 11 mũ 34, hả? Nó bé hơn nhiều. Tại sao biết bé hơn nhiều? Nếu mà em nào thông minh á thì sẽ thấy là 5 mũ 34 này thì chắc chắn sẽ nhỏ hơn 10 mũ 34. À, nhỏ hơn 10 mũ 34 chắc chắn luôn. Rồi 10 mũ 34 thì thầy lại tách thành gì? Là 5 mũ 34 nhân cho 2 mũ 34. Đúng không? Thằng này chắc chắn là nhỏ hơn này. Rồi giờ thầy cho thằng này thêm nhân thêm 5 mũ 3 nữa thì nó cũng chả xin nhê gì. 5 mũ 3 thì quá nhỏ so với 2 mũ 34 à. Vậy tóm lại cái này nhỏ hơn 10 mũ 34 mà 10 mũ 34 thì nhỏ hơn 11 mũ 34, đúng không? Hiểu không trời? Không hiểu thầy giảng lại một lần cuối cho dễ hiểu nè. 5 mũ 34 á, thì bằng 5 mũ 34, không ai chối cãi hết. Rồi xuống này, kịp thêm thấy 5 mũ 3 thì chắc chắn phải nhỏ hơn 2 mũ 34. 34 số 2 nhân nhau nó ra lớn lắm. Còn 5 mũ 3 thì có 125 mà. Như vậy từ đây thầy lấy cái 5 mũ 34 này. Thầy đem thầy nhân cho cái này, nhân cho 5 mũ 3 thì chắc chắn không thể sánh bằng cái 5 mũ 34 trên này mà nhân cho 2 mũ 34 dưới này được. Đó, phe này nhỏ hơn hẳn. Mà cái này chính là 5 mũ 37. Đó. Còn bên này chính là 10 mũ 34. Mà 10 mũ 34 thì lại nhỏ hơn 11 mũ 34. Trời ơi, 34 thằng lớp 11 đi đánh 34 thằng lớp 10 thì thua.
thì bên này thu chắc hơn không? Vậy bắc cầu 5 mũ 37 sẽ nhỏ hơn 11 mũ 34, nhưng mà nghịch đảo lại thì lại lớn hơn không? 5 mũ 37 sẽ phải lớn hơn 1 phần 11 mũ 34. Vậy các em nhé, thì số này nhỏ hơn số kia, ví dụ như 5 nhỏ hơn 8 nè, thì nghịch đảo lại nó lại lớn hơn. Nghịch đảo lại nó lại lớn hơn 1/5, nó lại lớn hơn 1/8. Một cái bánh chia 5 thằng lớn hơn một cái bánh chia 8 thằng. Vậy nhé, nói nhiều quá. Rồi, các em tham gia các khóa học của thầy để mình làm bài toán nó nhanh hơn và hiểu hơn, rồi học toán cũng tốt hơn nữa. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở cái vòng thi tiếp theo.